Hello cả nhà. Hôm nay em sẽ quay cho các bác cái loại dổi mà em bữa trước em có bứng về đấy, của cái bác mà bác ấy làm sân á, là bác cái không lấy nữa, là cái cây đó là được mười mấy tháng đó em bứng về đó. Thì hôm nay cây nó đã tương đối hồi phục rồi. Thì trao đổi các bác này cũng cũng bứng về 4 cây nhưng nó sống được có 2 cây thôi. Đấy. Còn 2 cây thì nó bị chết các bác. Thì cây này với cây kia là nó sống. Đấy. Rồi còn cây này cây trồng mới các bác. Cây này thì em mới trồng được 1 năm này. Đấy. 1 năm mấy thôi. Chắc được khoảng 13-14 tháng. Thì với cái giống dổi nếp các bác thấy này. Đây. Nó sai đây. Nó ra trái là nó đậu thôi. Đây. Các bác thấy chưa? Đây, dổi đây, dổi nếp cao sản Đắk Lắk. Đấy, xài lắm các bác ơi. Này. Tiếp tục lại ra bông này. Đó, này. Đây là cây em bứng nhá, cây em bứng về á, năm ra là cái đợt đấy nó vào cái mùa nắng ấy là nó khô. À, nhưng mà nó đã ra hoa là nó đậu, các bác nhìn này. Chùm chùm này, đúng không? Đấy, rất là sai. Này. Cành nào cũng thế này. Đó. Nên là giống dổi nếp thì nó ra hoa nó đậu thôi. Cái cây này đợt em mua em bứng về cái đợt Tết năm trước đấy thì nó mới có mười mấy tháng đấy. Này. Này các bác nhìn trái này. Đó. Trái này sắp già rồi, gần già rồi. Này. Rất là sai, tuyệt vời. Đấy. Cây này thì nó bị chết cái ngọn dẫn nên là bây giờ nó lên được một cái chồi. Đây, nó lên cái chồi. Thì nó bắt đầu nó lại tiếp tục nó ra hoa này. Này. Đấy, nó lên cái chồi. Hoa xài lắm, cây này sắp tới thì phải xài đu luôn chỗ này luôn. Tuyệt vời luôn. Này, này. Thì cái giống dổi nếp nó vậy nhá, chứ không phải như là một số các bác mà đi mua dổi bảo là 3-4 năm, 4-5 năm mà không thấy nó có trái đâu. Đấy. Dổi nếp thì nó rất là sai. Sai cực kỳ luôn. Này. Này, hoa này. Đó. Đấy. Cây em mới đứng ngang người chứ mấy. Cây này nó chết cái ngọn này. Đây. Cây này em bứng cùng mấy cái cây kia. Đấy, em mua hai cây này của bác ấy là trước em cung cấp giống cho anh ấy, à, cho chú ấy. Xong rồi chú ấy, bây giờ chú mở rộng sân ra là chú ấy phải phá đi 4 cây. Vậy em tiến hành em mua lại. Đấy. Đấy, em tiến hành em mua lại 4 cây đó. À, thuê người bứng về đến nhà thì trồng thì đến khi mà có khả năng do cái cách bứng của mình nó chưa chuẩn. Đấy, nó làm bị dập rễ nên là nó bị chết mất 2 cây. À, nó ra hoa đậu trái luôn rồi đây. Đây, đậu trái đây. Đó. Thì hai cây này thì nó sống, còn hai cây kia thì nó chết mất rồi. Hai cây bữa trước em trồng chỗ kia, bây giờ em trồng thế cái cây nhỏ nhỏ vào đó. Đây, em sẽ quay cho các bác xem lại một lần nữa cái cây. Cây bên này thì nó sống được cái ngọn. Đấy, nó sống được cái ngọn đây. Bây giờ những cái nhánh nào nó cũng sai này, các bác thấy kinh khủng không? Này, trái này. 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 Đó, trái đó. Đấy. Tính ra cây này bây giờ mới vào được khoảng 2 năm chứ mấy. Này, trái này. Cành nào cũng đu hết này. Này. Đó, này. Đấy, rồi nếp nó phải như thế. Nó ra hoa là nó đậu chứ nó cũng có dụng các bạn. Trên kia sai khiếp luôn nhỉ. Độc trái không thôi. Cái cây này thì cái cây dây leo này em mới cắt đi nó đang ấy đây. Ui trời ơi, nó đu này. Này. Đó, này. Chùm này. Khiếp không? Cành nào cũng thế các bạn này. 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 Đó. Xài khủng khiếp luôn. Quá tuyệt. Đó, xài. Vừa ra hoa vừa ra trái các bác thấy không? Này. Trái này, chùm chùm này. Này, dổi nếp nó xài trái đẹp không? Này. Đó. Còn cây này thì em mới trồng thôi. Cây này em mới trồng. Cây này trồng năm ngoái. Đó. Này. Thì bây giờ bắt đầu cho trái ra đây. Rất nhiều bác hỏi em là dổi trồng bao lâu thì cho trái? Thì trao đổi với các bác là nó chỉ hơn năm thôi. Đó, cây dổi này của em là được khoảng 10 mấy tháng, 13-14 tháng. Này, bắt đầu là cho bông cho trái đây. Loại này thì sắp tới sai lắm. Cứ nó ra là nó đậu thôi chứ nó không có dụng đâu. Này, bông này. Này, chi chít luôn. Này. À, nên là đúng giống dổi nếp cao sản Đắk Lắk là nó phải vậy. Chứ không phải là cây nào cũng thế các bác nhé. Không phải là một cây này đâu. Em sẽ quay cho các bác xem những cái cây khác. Cây này còn nhỏ hơn nữa. Cái này thì em mới trồng thôi. Đây. Này. Đó. Cây này thì em mới trồng. Cây này thì mới được khoảng 10 tháng. Đấy. Trồng từ
tháng 8, tháng 9 năm ngoái thì nó bây giờ là tháng 7 thì chắc được khoảng 10 tháng. Này, ra hoa ra trái này. Này. Cái này là phải vặt trái đi đấy. Không là nó sẽ lụi cây. Này. Đấy, rồi phát triển rất là đẹp luôn. Này, ra hoa ra trái luôn này. Này. Đấy. Tuyệt vời không? Này. Đấy, rồi nếp nó vậy vậy chứ không phải như những bác nói là trồng 3 4 năm mà không thấy hoa ra hoa nhưng không có trái. Xong rồi là 4 5 năm sau cũng không có trái nữa thì hỏi lại bảo là chắc là do là nó chưa đậu đâu thì 1 2 năm nữa đi thì không phải đâu. Các bác quan sát cái lá của nó các bác sẽ thấy là rồi nếp nó khác. Lá nó rất là cong nhỏ, đây, nhỏ bóng, đúng không? Rất là bóng bóng lọng này, đó. Đấy, lá nào nó như lá nào này. Đây. Đây, đây, trái này. Đó, nhìn lên nó mới sướng. Ui, ui quả sướng không. Đấy, có thấy không? Tận là cái cành nhỏ nhỏ con này trong thân này mà nó còn mọc cái chi chít trái vào nó. Nhỏ nhỏ con mà nó còn đầy. Ui, quả này. Cái này thì vẫn còn non nhá. Khi nào nó phải vàng hết cơ thì nó mới già. Này, cái cành nhỏ nhỏ trong thân các bác này. Này. Cái này em vẫn còn để... Tiếc quá là khi mà bứng về là bứng mình bứng không đúng kỹ thuật lắm. Nên là... nó bị khô á, nó bị khô mà may quá nó vẫn còn sống được, không bị chết. Hai cây mà sống được quá, bốn cây mà sống được có hai cây. Đấy. Đấy. Đây, rồi khi em bứng về có 14-15 tháng, giờ vào khoảng hơn 20 tháng trái khiếp. Đó. Đấy, thì nếu bác nào trồng dổi phải lưu ý nhá, phải đúng giống dổi lép. Rồi chuẩn luôn, rồi nếp đá nhỏ thì nó mới sai trái được. Đó, những cái cây kia của em thì chắc sang năm thì sai lắm. Khủng khiếp luôn, trên cây sai lắm rồi. Em không dám kéo xuống sợ nó gãy cái cành kia tại vì nó bị vướng cái dây neo. Đấy. Chùm chùm, cái giống dổi lép thì nó đậu thường là đậu theo chùm rất là sai. Giống như ví dụ chùm này đi. Đây này, 2, 2, 4, 6, 8, 10 quả. 10 trái, một chùm. Đậu rất là sai các bạn. Này, cái chùm này cũng thế này. 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 2 4 6 8 9 2 4 6. Đấy, đây. Chùm này cũng thế này. Này. Chùm này thì rất nhiều, nhiều lắm. Này, 2 4 6 8 10 12 14 16 quả. Này. Đấy. Đẳng cấp chưa? Rồi thế các bác nhá, em làm một cái video ngắn ngắn về cái giống dổi nếp đá nhỏ, cái cây dổi mà ngày trước em đi em bứng về đấy, em mua lại của người ta khi mà em cung cấp giống ấy. Đấy. Thì em bứng về 4 cây thì nó chết mất 2 cây còn 2 cây. Đấy, cây này thì nó còn nguyên cái ngọn. Tuy nhiên thì cái cành nó cũng hơi suy. Thì để sẽ chăm lại cho nó hoặc là em sẽ đốn xuống để cho đâm chồi nó lên lại. Đấy. Còn cây kia thì đẹp kìa, cây kia thì nền rất đẹp. Đấy. Thì đây chủ yếu là để quay để cho các bác biết được cái giống dổi lép là nó dễ đậu trái như thế. Đấy. Nó sai như vậy và nó rất là nhanh cho trái. Chỉ trồng thì sau 10 tháng, 1 năm là bắt đầu nó cho bông rồi. Rồi sau 2 năm là nó cho trái sai đu cây rồi. Chứ không phải là 4, 5 năm, 3, 4 năm mà bảo thấy hoa mà không thấy trái hay gì đâu. Đấy. Những cái đấy là không chính xác. Hai nữa là giống dổi lép là giống dổi rất thơm. Đấy. Rất tuyệt vời. Đấy. Nên là nếu mà chúng ta trồng vừa chúng ta vừa mà để lấy hạt kinh doanh đúng không? Vừa phát triển kinh tế. Ví dụ cái cây dổi này của em này, đó. Tầm khoảng 5 năm đến 7 năm nữa thì vanh của nó cũng 7 80 90 rồi. Khoảng 15 năm thì vanh của nó cũng phải cho trăm mấy 200 rồi, đúng không? Thì nó lại khai thác được gỗ rất tuyệt vời. Đấy, để một thân một cốt thẳng tắp lên. Đấy các bác thấy không? Đấy, cây dổi nó rất là thẳng, đó, rất đẹp, phát triển rất mạnh, không thuốc sâu thuốc xì gì, không có con gì tấn công nó cả nhé. Cái dổi không có sâu xi, không phải bón phân, không phải tưới tắm gì cả. Cái dổi cứ lên trồng khoảng vài tháng sau này chúng ta kệ, cứ thế nó phát triển thôi. Đó. Rất tuyệt vời đúng không? Rồi, bác nào cần cái giống dổi nếp lá nhỏ chuẩn cao sản ấy. Đấy. Để kinh doanh hạt, rồi vừa để sau này khai thác gỗ thì alo cho em. Đấy, số điện thoại là 0989017167. Đấy. Em sẽ cung cấp cho các bác cái giống chuẩn luôn. Còn khi nào nếu ví dụ có rồi giống thì em cung cấp luôn. Còn ví dụ như là chưa có thì các bác đợi để em tiến hành em làm. À, giống rồi là giống có thể nói là một trong những cái cây mà càng để nâu càng có giá. Đúng không? Càng để nâu chúng ta càng có giá. À, năm nay chưa khai thác gỗ thì để sang năm. Thì mà càng ngày càng to thì càng ngày càng có giá trị. Lại gỗ rồi thì các bác biết rồi. Đóng đồ các thứ thì tuyệt vời.
nhà cửa tủ bàn ghế rồi nội thất thì quá tuyệt vời luôn. Đấy. Rồi em cũng xin phép là tạm dừng video ở đây thì tranh thủ lên làm vườn. Đấy, tranh thủ làm vườn thì cũng quay lại cái video ngắn ngắn để cho một số bác chưa hiểu lắm về cái cây dổi nếp lá nhỏ thì các bác sẽ nắm bắt và biết được cái thông tin về nó. Đấy, chỉ còn với những cái cây mà khoảng 4-5 năm thì cây dổi nó cho cả vài bao trái là chuyện rất bình thường. Đấy, chứ không phải là ấy này đâu, ít này đâu. Cây này chẳng qua này do em bứng về thì nó chưa bắt được rễ. Hai nữa là mình bứng cũng chưa đúng lắm ấy. Đem ra là nó ảnh hưởng rễ, nó phát triển không được mạnh. Chứ khi mà nó đâm cái chồi lên rồi nó phát triển thì cây nó đẹp ngay từ đầu ấy. Thì nó sai lắm các bạn, nó sai nghiêng cây luôn. Khủng khiếp luôn đấy. Này. Rồi chào các bác nhá. Chào các bác ngắm lại cái cây dổi này. Đấy, cây này nó bị mất cái ngọn mà nó lên đẹp không. Này. Đó. Cây bên kia chắc là sắp tới em cũng sẽ cắt hạ nó xuống để cho nó lên cái chồi như thế này. Lên cái chồi như thế này thì cây nó sẽ phát triển cách nùn nùn tán đẹp này. Đó. Nên khoảng 4-5 mét thì em sẽ cấm ngọn thôi. 4-5 mét thì em sẽ cắt ngọn. Quá đẹp luôn. Quá tuyệt vời. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diễn, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, nhít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.